Nếu chúng ta nói nhiều hay là nhiều chuyện á, nó sẽ rất dễ đưa đến vấn đề là chúng ta hay xen vào chuyện của người khác, rất dễ bị cái đó. Và đó không phải là việc của mình. Cho nên cái vấn đề nó nói xấu người ta chỗ là gì nè: người ta xấu thì người ta phạm tội với Chúa, với không với mình. Cho nên mình không có quyền nói xấu người ta. Tội ai người ấy lo, mình có liên can gì đâu. Mình nhào vô mình xét, mình nhào vô mình phán, mình nhào vô mình soi, đâu có liên can đến mình, phải không? Cho nên chúng ta khi chúng ta nhiều chuyện đó là chúng ta nói hành nói xấu người ta ngay à, mà đó không phải là việc của mình. Và thậm chí chúng ta nói xấu người ta thì chúng ta làm mất thanh danh của người ta. Chúng ta không có lường hết được cái hậu quả của việc chúng ta nói hành nói xấu người ta đâu. Nhiều người ta đau khổ lắm, nhiều người tinh thần người ta không vững, người ta có thể bị khùng, bị bệnh thần kinh, và người ta có thể làm những hành động mà mình không lường trước được đâu. Cho nên theo con thấy á, chuyện của ai người ấy lo.